một cây dừa thật là xinh. Để làm cây dừa này, chúng ta cần có 430 mảnh ghép màu xanh, 353 mảnh ghép màu tím, 50 mảnh ghép màu đen, 70 mảnh ghép màu hồng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chi tiết nhé. Chúng ta cùng làm cây dừa. Đầu tiên chúng ta làm phần lá. Cái thứ nhất một mảnh, cái thứ hai hai mảnh, cái thứ ba một mảnh, cái thứ tư hai mảnh. Chúng ta làm tương tự như vậy đến lớp thứ 25. Sau khi xong 25 lớp, chúng ta tạo độ cong cho chiếc lá. Và chúng ta làm 10 chiếc lá như vậy. Chúng ta làm phần thân dừa màu tím. Lớp thứ nhất đến lớp thứ tư, mỗi lớp có 14 mảnh ghép. Sau 14 mảnh chúng ta kết lại thành một vòng. Chúng ta được 4 lớp. Lớp thứ 5 có 14 mảnh. Lớp thứ 6 có 14 mảnh. Lớp thứ 7 có 14 mảnh. Lớp 8 14 mảnh. Lớp 9 12 mảnh, chúng ta sẽ giảm đi 2 mảnh. Lớp 11 12 mảnh. Lớp 15 12 mảnh. Lớp 16 12 mảnh. Lớp 17 10 mảnh. Lớp 18 10 mảnh. Lớp 24 10 mảnh. Chúng ta xong phần thân dừa. Chúng ta sẽ làm phần gốc dừa. Lớp thứ nhất và lớp thứ hai mỗi lớp sẽ có 25 mảnh ghép. Chúng ta được 3 lớp, mỗi lớp có 25 mảnh ghép. Lớp thứ 4 sẽ có 30 mảnh ghép.
ta chèn 5 mảnh vào lá thứ tư, và ghép lá thứ năm cũng có 30 mảnh. Lớp thứ 6 có 30 mảnh. Lớp 7 có 35 mảnh. Ta chèn 5 mảnh và gắn lớp 8 có 35 mảnh. Như vậy là chúng ta xong phần đế. Bây giờ ta tiến hành gắn các phần lại với nhau. Ta sẽ gắn từng nhánh lá dừa vào. Chúng ta sẽ gắn thêm một lớp ghép lược ở trên này. Sẽ gắn lá dừa vào. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cây dừa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.